Yeah! Wow! Ow! Wow! Ooh. Nhìn kìa! Hey! Hey! Ooh! Ah! Ooh! Ooh! Quà gì mà chua chua thế? Xin thư giãn quà khác. Ăn vào thì chắc là chua. Vâng vâng. Chua thì để nấu canh chua. Quà gì mà da cưng cưng? Xin thư răng quà chát. Ăn vào thì nó làm sao? Không sao. Ăn vào người sẽ thêm cao. Yeah. Quà gì mặc bao nhiêu áo? Xin thư răng quà chín chín xin thư răng quả mít ăn vào thì chắc là đau không đau thầm mừng từng mấy hôm sau. Có những quả ăn được, có những quả thì không đâu nhé. Quà gì mà to to nhất? Xin thư răng quà đất. Wow. To bằng quà mít một không? To hơn, to bằng nhìn núi Thái Sơn. Làm tốt lắm mấy đứa. Goodbye.
cây cánh xanh xanh, nó bay rất nhanh từ luồng cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thế thào, nằm mơi bay ngàn mơ nhảy rất cao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Con cào cào có cái cánh xanh xanh nè, nó bay rất nhanh từ luồng cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thế thào, nằm mơi bay ngàn mơ nhảy rất cao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Nó bay rất nhanh từ luồng cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thế thào, nằm mơi bay ngàn mơ nhảy rất cao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Con cào cào có cái cánh xanh xanh nè, nó bay rất nhanh từ luồng cây sang bụi cỏ. Con cào cào rất thích thế thào, nằm mơi bay ngàn mơ nhảy rất cao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao, ai muốn què đẹp chỉ phải tập thế thao. Con cào cào nhát.
nó chạy lăng trăng. Ê, con nó leo lên ngon hình ngò dọc. Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăn, ăn dục suốt ngày thật là đang chơi. Lên leo chú chuột nhắt chít chít, lên leo chú chuột nhắt chít chít. Các em, chúng ta ăn thôi. Xoay xoay xoay
thao nhé các bạn